Xin chào tất cả anh em, chào tất cả quý khách. Hôm nay mình có cái có mua một cái motor. Cái motor này tôi kêu là động cơ DC không chở than á, DC Duplex á. Thì mình mua trên Shopee thì nó tiền ship đồ này kia về á thì 298.000. Thì mình cũng thanh toán đồ này kia đầy đủ hết rồi. Shop thì cũng nhiệt tình gửi cho một phát một ngày là tới à. Thì sẵn mình xe mình mở ra rồi mình test thử cái tốc độ coi sao. Mình sẽ chế một cái cây quạt DC chạy bằng năng lượng mặt trời dưới cái động cơ không chổi than. Thì mình sẽ lắp vô cho anh em coi. Rồi mình đang tính là mình cho nó chạy dưới cái tấm pin mặt trời á ban ngày luôn. Mình có nghĩa là ban ngày mình lấy điện trực tiếp tấm mặt trời mình chạy luôn, mình không có chơi điện xoay chiều nữa, cho nó đỡ tốn tiền điện cho nó vui. Mình vừa tiếp tục mình thử cái công nghệ rồi mình khui thử đây. Mình đóng gói cũng chất lượng ha, đóng gói cũng cái hộp cũng được, cái hộp nè để mình mở ra cho anh em coi. Đấy. Wow. Đây, dục này ra đi. Nó có cái quạt này, cái này là chục 8 ly thông dụng luôn nè ha. Cái này để mình gắn điện vô luôn, mình chạy thử chơi luôn. Sướng. Đấy. Rồi cái nó có cái bộ sắt măng. Wow. Nó gắn sẵn với mình hết rồi. Giờ mình chỉ có việc là bây giờ mình tháo cái trục cũ của cái quạt mình ra, mình gắn cái motor này vô, cái mình gắn cánh gắn lồng vô là ok. Còn đây là cái bộ chắc cái bộ điều chỉnh tốc độ á, cái bộ này là bộ điều chỉnh tốc độ này, để mình mở ra luôn cho anh em xem. Mình lấy điện mình đưa điện áp vô mình chạy thử coi nó như thế nào. Chục này như chục 8 ly luôn nè. Chục thông dụng gắn cánh thông dụng của mình vô. Đây là cái bộ điều chỉnh tốc độ. Rồi. Chắc vậy là đưa vô điện điện trừ với điện cộng vô là coi như xong. Điện áp thì thấy các bạn nó ghi là từ 12V tới 24. Động cơ là động cơ của hãng Nidec ha. Không chổi than, nếu mà nguyên tắc động cơ không chổi than là nó bền lắm, tại vì nó quay mà cái lực từ của nó tạo ra là bằng từ trường mà nó không có tiếp xúc chổi than thì thời gian mình xài nó sẽ mòn. Còn cái này là trực tiếp luôn, có cái cốt nè, muốn tháo cái động cơ này ra là phải tháo mấy cái gờ này ra mới tháo ra được, tại nguyên tắc nó rất là bền á chứ không phải đơn giản đâu, và mạnh nữa, rất là mạnh. Đây bạn có đó đấu cho mình một cái diode nè. Diode nguồn dào này chắc là để chống cái chống ngược cực. Chống ngược cực. Nếu thường thường mà ngược cực là một á là cái mạch không chổi than này là nó bứt liền. Tại mùa đó mình có hết cái rồi, mình cũng làm hết cái động cơ mà không chổi than của cái máy in của mình, nhà mình cũng ở đó mình phá. Mình chích vô một cái rồi nó rộng dây rồi cái nó chết luôn. Không có làm được gì trơn á. Là cho bạn chống ngược cực đây. Rồi mình sẽ cấp điện vô mình quay cho anh em coi rồi mình cảm nhận luôn. Rồi mình giới thiệu với anh em nè, đây là cái điện mặt trời, tấm pin mặt trời trên 110W, nguồn 18V. Mình trên mình cũng đấu dây xuống, mình để tấm pin mấy bữa nay mình không có xài á, mình đấu vô cây quạt nè, anh em coi nè, mình mở lên chạy nè. Wow, mạnh lắm. Hú luôn nè, nghe nghe nè. Nhìn vô cái rào của mình kìa, gió thổi hu hụ luôn đó, chạy hết ga luôn coi, nó chạy nhanh lắm á nha. Nhưng mà tại vì là trong cái camera mình nó quét rồi, mình thấy cái cánh nó vậy á, thực tế nó chạy nhanh lắm đó. Mình thấy cái rào chưa, gió hụ mình để sao mà nó mà gió nó thổi mát vậy đó. Rồi bây giờ là mình sẽ độ vô một cái cây quạt
mình cắm điện mặt trời cho mình xài chơi ban ngày. Rồi, xin cảm ơn anh em đã xem cái video test cái động cơ DC Rootless của mình. Đó, anh em có gió. Rồi, chúc anh em nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.